Rồi chào mọi người nhá. Hôm nay chúng ta chơi một kẻ ác danh cao anh em nhá, không có danh thấp nữa. Đánh danh cao cho anh em nó gì nhỉ? Nó phấn khởi tí đúng không các bạn? Hôm nay mình sẽ chơi cái ác 3 của mình. Và ác 3 này cũng ở clan Việt Nam 3 luôn anh em nhá. Đó. Ok, hôm nay mình sẽ chơi vấn đề là chính là lag xương mà có lẽ có doping không các bạn? Doping không? Đầu cái này giữa mùa bạn doping làm cái gì? Đánh luôn. Xong rồi khả năng thì mình sẽ vào đánh nhiệm vụ 6 mana bạn ạ. Nhiệm vụ nữa. Mình chỉ thích nhiệm vụ không mana, ví dụ nhiệm vụ không mana và nhiệm vụ 2x mana hoặc là những nhiệm vụ gì vậy mà mình đang ở cái ác 4 nhỉ, danh thấp đánh nó thích cực kỳ luôn bạn ạ. Đó, trường hợp này mình cứ luôn linh hồn như vậy thôi, kiểu dạng mana mình không muốn xài đâu, mình muốn xài với Viking. Có tay đấy. Đâu sinh như vậy thôi, mặc kệ nó muốn thế nào, muốn sống nào thì sống, chết nào thì chết. Các bạn yên tâm, con khỉ em bắn lùi nữa cơ. Ok, mình chỉ sợ họ biến thành hồi sinh là chết mình thôi bạn, chứ mình không sợ họ biến thành con gì đâu. Ok, bây giờ mình sẽ hút nhá bạn nhá, hút nhá, hút để chém đá thôi. Đừng có lựa, đừng có phá nhân thạch gì nhá bạn tôi. Ok, kệ nó. Con Dark NG gây yếu mà bạn, mình đấy chạm gì mạng lắm đâu. Mình sẽ ra Viking à, con này ra hú đâu, có hú đâu. 3000 này bạn này. Chết, nhảo cụ tỏi luôn. Có mộ rồi bạn, có mộ mà. Win rồi. Rất là mạnh không, nhưng mà may là con hồi sinh của mình vẫn sống bạn ạ. Không sống là khả năng về chầu với chầu Diêm Vương rồi bạn. Thành mất ác với Văn Thành. Chắc cả hai bạn này là ác cùng nhau rồi bạn ơi. Đó, cho mấy bạn cứ solo nhá, mình không solo đâu. Thành mất ác đấy, mất ác. Lần đầu mở ra Legendary nhưng ra Storm có rồi đánh lên level 2. Đúng rồi, lên level 2 cũng được. Cho em xin lại băng là được, no name. Mình đã cho băng đâu, chẳng nghe người khác cho băng hết rồi. No name. Ôi, bạn đánh nhiều bạn cũng kiểu mới quá. Đây no name này khá là mạnh luôn anh em ơi. VIP. Tính toán mình thấy nhiều bạn nuôi bùn nhỉ. Bùn level 8. Mình thì mình không thích nuôi bùn đâu. Con bùn này anh em chơi kết hợp với chiến nữ rất là mạnh. Nó là chất tướng có 8 mana thôi. Sát thương của nó vượt kỵ sĩ. Nhưng mà con này là nó mạnh theo thời gian ạ. Bởi vì khi mà đã bị dính sát thương rồi các bạn, các bạn biết giống như là mình đi đánh nhau á, mình mất cờ lo rồi càng ngày càng yếu đi bạn. Đấy, con bùn như vậy. Nhưng đối với con kỵ sĩ hay con khác các bạn, máu có bao nhiêu thì sát thương vẫn vậy, nó không như con bùn. Con bùn thì máu nó ít à, máu nó mà mất đi thì sát thương nó sẽ bị yếu đi bạn. Đấy, quy luật của nó là như vậy. Ok, mình sẽ xạ thần chết đường trên nhá. Ok, ok, cứu. Không cứu được rồi thì cả luôn. Để cái đấy thì đâu, không cho cướp à. Họ có hóa xương rồi bạn, nên chấp nhận thôi. Mình đoán là chắc họ không còn tổ lốc đâu bạn ơi. Rồi thì sốc đam nằm đấm thôi. Chết tôi rồi. Rồi thì không còn thần chết bạn, mình đang đáng nghe mình băng đường dưới này nè. Thua rồi bạn ơi. Họ có thấu lốc thì mình đúng là chịu thua rồi đấy. Xui thế nhở, bài thần chết rõ đẹp mà gặp ngay bối đời 12. Bạn này bạn 12 nha bạn, nên cái gì nói hơi khó đỡ thật với mình luôn ạ. Master 1 đây. Master 1 mà thành 11. Ảo ma Canada thế nhở. Ảo ma Canada, Shizuka, Tục Quần, Nobita. Đến Appa ở đâu nhỉ. Ảo ma Canada này. Ông ngồi đến Australia này, Italia này, những cái phần đấy, xong rồi Shizuka này, ông Tukuda này đấy. Nó kiểu nó vần vần giống kiểu một đấy các bạn. Đó, nó vần vần kiểu giống vậy.
vãi thật luôn ạ. À. Má, ông này bạn mang hai công nghệ. Mẹ láo. Stress này. Thế hey, bạn luôn trận này mình thua rồi, thần thiết của mình xuống được đến nơi thì ok, và mình sẽ đổ nha bạn nhé. Nắm đấm, mình tìm cái này ra nắm đấm đó. Sốc đam thật nhanh. Nhanh. Sốc. Sốc. Win. Tuyệt ông vời ông mặt trời luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Ở cái dương này mình ác chính mình ra dâu đỏ bạn ạ. Con dâu đỏ vui rồ bạn. Con đấy mình mắc level là nó cho mình khoảng độ hơn 100 vàng. Ở lần này là hũ máu anh em ạ. Đó, mình sẽ chơi lấy dương nha bạn nha. Mình sẽ chơi để lấy dương victory nhá. Xem có ra legend không, đây là arc 3 của mình. Có khả năng arc 3 này mình sẽ chuyển sang cờ lan Việt Nam 4. Còn arc ở Việt Nam 4 sẽ chuyển sang Việt Nam 2. Và arc từ Việt Nam 2 sẽ chuyển sang Việt Nam 3. Có nghĩa là mình sẽ tráo đổi vị trí với nhau các bạn. Mình đoán là vậy. Mình đang lên dự định là vậy. Nhưng mà mình không biết làm sao lại mình có lên không, mình có làm không. Đó. Xuông. Úi xời ơi. Combo thần chết anh em nhá. Combo thần chết, combo thần chết, các bạn không phải nghĩ ngợi. Combo thần chết rồi. Ok, hòa nhau nhá, không ai hơn ai đâu. Đó các bạn thấy đây. Chọc này. Chọc này. Chọc này. Chết. Hút, ok, win nhậm nha. Ok. Này thì xương với chúng tôi à, xương thì nát bét rồi. Mình chả thích bạn, mình thích ra sờ cu quen này này, để kích thích xương cho khỏe tí anh em. Xôp. Ok, bạn này chưa chắc thần chết em nhá. Sờ tôm kiểu biến hình rồi, mình đã thấy rồi. Có thần chết luôn, anh em nhìn này. Không ạ, không, 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 có nghĩa là chơi theo phong cách nhà sờ tôm biến hình này, sa man biến hình. Có gì là bùn biến hình, hồi sinh biến hình. Các bạn này chơi theo phong cách này khá là hay anh em ơi. Anh em có thể anh em chơi sờ tôm này, châu này, sa man này, đắc enro này. Có mạnh là anh em châu với anh em chơi theo một kiểu khác, mà sa man đấy anh em chơi theo kiểu khác giống như đắc enro thì anh em nên lưu ý là anh em mang ấy nhá. Mang vũ phóng đại đi anh em ạ, mang phóng đại đi. Lỡ mình sẽ ra xương này bạn ơi. Để mình cứu. Giờ sợ, giờ ra ra Viking thì đẹp quá. Ôi mày quá, mày quá, mày quá, mày quá, mày quá. Ôi ra mộ nhanh, 6 giây kịp nhá bạn nhá. Kịp luôn, kịp luôn, kịp luôn, kịp luôn. Ôi không kịp rồi. Ôi may quá đối thủ rời trận rồi bạn ơi, win rồi. Mộ 6 giây mà cái vòng quay này lâu thế nhở. Ok, 4710 rồi bạn ơi, mà ác 2 của mình là 4800 bao nhiêu, gần như là đuổi kịp nhau bạn. Hai ác gần như kém nhau tí rồi đấy, là nánh ra epic bạn ơi. Trời ơi, giá như ra thẻ đá tốt, mình đang cần thẻ đá anh em ạ. Ok, có băng donate cho anh em rồi, anh em xin băng ấy. Băng anh em ơi, xin băng ấy, có băng donate cho anh em rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua giác này anh em nhá, chơi giác bùn này đi. Bùn rồng đi em ạ. Đánh ngựa danh này tí anh em ạ. Chả biết mình có mang hóa xương không, mình cứ vớ deck nào mình đánh vậy ạ. Mình kiểu mình không lười, mình lười sắp xếp á, ít sắp xếp á, lười. Ôi rồi tượng gai cấp 9 thì mạnh hơn mình rồi, mình tượng mình có level 8.
kiểu giống chơi thủ lắm bạn ạ. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Các bạn nhìn thấy gì chưa? Mình sẽ ra Viking nhé. Để cho Viking chết điểm đây. Ok, kệ kệ họ đi anh em ơi. Thua cũng mặc kệ thôi, giờ cũng chịu rồi bạn, hết cách đỡ rồi. Cứ vả thôi. Ok nhá, phòng demon đường ở giữa nhá, để mình bóp ảo giác. Ok, mình sẽ dùng đây là anh em dình là đây làm gì không? Dình hóa xương nhá. Nhưng mà nếu mà thời điểm này không có hóa xương mình không sợ đâu. Cung mạnh thế nhở? Thế anh em luôn, cung mạnh quá. Thực sự luôn, cung quá mạnh anh em ạ. Trận này mình thua như chơi đấy. Thua gần như chơi anh em ạ. Cậu chuột nhưng mà mình không sợ nhá. Liều thì mình đến chơi overtime luôn anh em ạ. Mình đây mình có hai dòng và mình rất tự tin anh em nhá. Nhưng ra phay thì cũng yếu thôi. Ok, để cho con sói của họ sẽ bị đánh nhậu nhá. Sẽ kè vào đây. Không phải sợ đâu bạn ạ, này thì chơi gì của chúng tôi đây. Chơi gì của chúng tôi đây. Đâu rồi, chạy rồi à. Này thì thủ này. Quân thì ít, độc hiệu ứng nhiều anh em ạ. Tóm lại hiệu ứng cũng nhiều. Chơi quân kiểu không có rồng. Mình thì có Viking, Shaman các thể loại. Khiên thì họ có một cái khiên. Legend thì không biết họ mắc chưa. 64 họ thiếu 4 con Legend đó bạn. Mà ác của ác này của mình gần như mắc Legend rồi. Level họ mạnh lắm. Toàn level bá đạo thôi. Sợ luôn. Ok em nhé, hôm nay mình làm clip ngắn gọn. Ôi mạng của mình bị lag sao mà vẫn còn hiện mời clan đấy. Mời solo này lag anh em ạ. Đó, hôm nay làm clip đánh ở trên danh này em nhá. Ok, nếu anh em thấy clip mình hay thì cho mình một like, một subscribe, chia sẻ giúp mình nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.